Hello, xin chào tất cả mọi người đã tới với kênh của Slipper. Các bạn ơi, cái màu yêu thích nhất của các bạn là gì mọi người? Đối với mình, màu yêu thích nhất của mình là màu hồng nha mọi người. Đó, đây là chiếc xe của mình. Mình đã chạy từ nhà bà cô Nursery qua đây. Và bây giờ mình sẽ thăm nhà của ông Ben, là chồng của bà cô Nursery. Và bây giờ mình sẽ khám phá xem bí mật trong cái nhà của ông Ben có những gì nha mọi người. Get go, các bạn cùng đi theo chân mình để mình khám phá xem cái nhà này có những cái bí mật động trời như thế nào. Mình nghe nói trong nhà này có một con ma rất rất là to luôn, mà không biết là ma gì, chắc là ma nơ canh rồi mọi người ơi. Đây là cái phòng khách của nhà ông Ben nha mọi người. Get go, mở cửa ra. Ủa sao không phải là cái phòng khách mà là cái nhà kho nha mọi người. Giờ phải làm sao đây? Mình nghĩ là một người có chiều cao khiêm tốn như mình làm sao mà để bấm được cái nút này. Oh my god, bấm xong cái nút này thì có cái hiện tượng gì xảy ra? Để mình xem vòng vòng căn phòng này có gì. À, chính là một cái thang đang ở trên lầu đang chờ mình bấm nút. Mình chắc chắn là nhà ông Ben này, cái phòng khách làm ngược với nhà người khác. Người ta mới mở cửa ra là thấy cái phòng khách, nhưng đối với nhà ông Ben này này, mở cửa ra mình phải leo lên cái thang nữa mới tới được cái phòng khách nhà ông Ben nha. Rồi chúng ta sẽ bấm cái nút này, không biết là điều gì sẽ xảy ra đối với chúng ta đây. Đó, mình nói chính xác mà mọi người, cứ bấm cái nút này thì cái cầu thang nó sẽ trượt xuống và các bạn sẽ lên phòng khách nhà ông Ben. Oh my god, cái này cũng không phải là cái phòng khách nhà ông Ben nữa mà mình là cái gì á. Mình cũng không hiểu nổi ông Ben này á thiết kế cái nhà này như thế nào nữa. Ý da, hôm nay sao không có ai đi khám phá nhà ông Ben cùng với mình hết ta. Oh my god các bạn ơi, ông Ben đang ở trước mặt mình. Nani? Ôi trời ơi, ông Ben đang cầm súng dí mình kìa. Oh my god, không được rồi, không được rồi, mình phải thoát ra khỏi cái nhà này càng nhanh càng tốt. Nếu không là ông Ben sẽ cho mình về với Chúa ngay lập tức. Nope. Ôi da, đây là cái cửa đi xuống nhà khách của nhà ông Ben này. Oh my god, ông Ben đâu rồi? Ông Ben vừa dí mình. Hello ông Ben. Đó các bạn thấy không? Ông Ben đang tìm mình mà tìm cũng không ra nữa. Ông Ben dí mình từ nãy tới giờ luôn á. Chú ơi, chú cho con vô nhà chú chơi trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi nha chú. Hồi trước á là con qua cái nhà bà Nursery, là cái nhà bà vợ cũ của chú rồi, mà hôm đó là chú lấy súng chú bắn con. Giờ con qua nhà chú chơi mà chú lại lấy súng bắn con thì cũng không được. Bây giờ mình sẽ tìm những bức tranh và mình sẽ sắp xếp lại những bức tranh theo vị trí. Oh my god, các bạn thấy không? Trong tập trước á là mình đã qua nhà bà Barry Nursery. Đó, bây giờ mình sẽ đặt cái tranh Barry, Betty. À, Ben. Đó, bây giờ mình sẽ đặt bức tranh của bà Betty ở đây nha mọi người. Một bức tranh. Và bây giờ còn hai bức tranh còn lại chúng ta phải đặt càng nhanh càng tốt. Nếu không ông Ben sẽ bắt mình ngay lập tức và mình sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi chỗ này nha mọi người. Hai bức tranh rồi, chỉ còn một bức tranh cuối cùng là bức tranh ông Ben nữa thôi, là chúng ta sẽ thoát ra được cái phòng khách nhà ông Ben. Ôi trời ơi, 7749 lần tôi mới vô được cái phòng khách nhà ông Ben. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là hai vợ chồng ông Ben và bà Betty. Betty Nursery. Cái chào, một bức tranh, hai bức tranh, ba bức tranh. Và chúng ta đã thoát ra được khỏi cái phòng khách rồi. Ui trời ơi, sao hôm nay á không có ai đi vượt ngục cùng với tôi hết nè. Bình thường á, lúc mà mình chơi á thì sẽ có rất là nhiều người bạn chơi cùng với mình luôn. Mà hôm nay mình chỉ chơi được có một mình thôi. Ủa? Bây giờ đi đường nào đây? Cái gì má? Cái gì vậy? Đừng nói tia laser này bắn mình chết nha. Ủa? Trời ơi các bạn ơi, thì mình vừa rớt xuống một cái mật thất luôn á. Wow, nhà ông Ben này đào thêm cái mật thất nữa. Mình không biết là cái nhà ông Ben này to lớn như thế nào. Mình chắc chắn một điều với mọi người là nhà ông Ben này đang che giấu một con quái vật gì đó nha mọi người. Oh my god, mình đang cầm cái xẻng đào vàng này mọi người ơi. Giờ không lẽ mình đào xuống cái lỗ này, chắc chắn rồi. Mình sẽ đào xuống cái lỗ này, không biết là dưới này có gì nữa. Trời ơi, lỡ khi mà trúng được cái bộ xương thì sao trời. Chắc tôi chết quá. Bộ xương dưới chân. Oh my god, không có bộ xương nào ở đây hết. Tính ra là ông Ben này rất là siêu nha mọi người. Ông Ben này đã đào cái mật thất này rất là nhiều năm, nó mới to như thế này thôi. Get go. Trời ơi, cái mật thất này á. Oh my god, ở đây có một cái này mình không biết là cái gì nữa luôn á. Mà chắc chắn là mình phải lượm những cái thứ này. Mình không biết á, tại sao mà ông Ben chế cái mật thất này rất là hại não nha. Tự nhiên á, làm cái lỗ thông qua bên phía này. Bây giờ mình phải leo lên lại. Trời ơi, làm tôi mệt ơi là mệt luôn á. Mình không biết ở đây là cái mật thất gì nữa, nhưng mình chắc chắn là ở đây có một con quái vật rất là to. Bây giờ mình sẽ đi khám phá con quái vật đó cho mọi người xem. Xem ông Ben chế tạo được con quái vật gì nha mọi người. Mình nghe giang hồ đồn là con quái vật đó được lắp ráp từ những người ngoài hành tinh. Trời ơi, vừa đi vô cái căn phòng này thì nó ghi chữ tính thăng 1. Mình không biết là tính thăng 1 có nghĩa là gì. Mình nghĩ là thằng tính đó nó đã thoát ra nhà ông Ben này một cách rất là nhanh nhất có thể, nên người ta mới xếp hàng nó loại nhất cho mọi người.
Ủa, bây giờ mình sẽ đi cái đường nào nữa đây? Oh my god. À, có một cái công tắc ngay đây. Mình sẽ bấm vô cái công tắc này, không biết là có chuyện gì xảy ra. Trước mặt mình đó là một cái logo của một cái tổ chức Ben Sirius Facility. Có nghĩa là một cái tổ chức này rất là bí mật liên quan tới người ngoài hành tinh nha mọi người. Mình bây giờ thì mình đang tìm kiếm cái người ngoài hành tinh trong cái tổ chức này để mình về mình làm thịt nó, mình đem đi nhậu luôn. Get châu. Ôi các bạn ơi thì suốt ngày, ôi trời ơi, ba cua qua thế giới bên kia luôn rồi các bạn ơi. Các bạn ơi thì công việc của mình á là suốt ngày cứ ba cua và ba cua tới sáng và ba cua tới chiều, ba cua tới tối luôn. Đây mọi người ơi, ông Ben đang có một kế hoạch nghiên cứu một con robot. Trời ơi, con robot này có 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn luôn. Nó mà đấm mình một phát chứ mình qua thế giới bên kia luôn á. Các bạn nhìn thấy không? Bây giờ mình sẽ bấm cái nút này để cho con robot này hoạt động được chứ mọi người. Con robot này đang dần dần đang thành hình. Trời ơi, tí nữa nó đấm mình là chắc luôn rồi đó. Bây giờ mình phải thoát ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nếu không á là sau khi mà con robot này sống lại á thì nó sẽ đấm mình rất là kê luôn á. Oh my god, chạy gấp, không là nó sẽ đấm mình luôn. Trời ơi, ngoài đời mà có con robot như thế này chắc mình chạy bỏ mạng luôn á. Trời ơi các bạn ơi, đúng là như thật mọi người ơi. Và bây giờ mình phải giết được con robot này mình mới thoát ra được khỏi cái nhà ông Ben này. Oh my god, ông Ben á đang có một cái kế hoạch là nghiên cứu một con robot để giết tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ giết cái con robot này trước khi mà nó sống lại nha mọi người. Không lẽ là mình chơi tay không với con robot này ta? Cơ bắp nó cuồn cuộn như thế này mà nó mà đấm mình một phát chắc mình qua thế giới bên kia luôn. Trời ơi, không phải là tay không mà mình có súng mọi người. Mình có súng nha mọi người. Mình có súng thì mình còn sợ cái gì nữa. Con robot này tên là Panlo. Ui ý. Trời ơi đừng... Ê, tính ra là nó yếu thật luôn á. Vừa mới bắn được 5 phát mà nó qua thế giới bên kia luôn. Trời ơi, cái công trình nghiên cứu của cái ông Ben này coi như là thất bại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái cửa thoát. Mình nghĩ là mình cần phải tiêu diệt cái ông Ben này. Nếu không á là ông Ben này sẽ mang mối nguy hiểm đến cho mọi người. Cái chồng. Tính ra là cái thang máy này lâu quá nha. Trời ơi. Tính ra là mình đi thang máy sớm một tí nữa là mình qua thế giới bên kia mẹ nó rồi. Thang máy mà bị đứt dây mà rớt từ trên này rớt xuống luôn. Oh my god. Không biết á là trước mình á là có ai đi thang máy này rớt chết chưa không biết nữa. Hên đó. Mình mà sớm một tí là mình chết mất tiêu. 1, 2, 3. Trời ơi, chưa kịp nhìn gì luôn á, qua thế giới bên kia luôn rồi. Vô. Cái này đơn giản đối với mình mà. Đơn giản đối với mình mà, đơn giản đối với mình mà, đơn giản đối với mình mà. Cái cho. Còn một xíu nữa thôi. Ôi trời ơi. À, mình tưởng là không có cái thang lên nữa chứ. Oh my god, mình phải lên cái thang này càng nhanh càng sớm để thoát ra khỏi nhà ông Ben và tiêu diệt cái ông Ben này. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái logo của tổ chức Ben Sirius Facility. Đây là một tổ chức Hồi giáo cực đoan nha mọi người. Trời ơi, nó chế vũ khí chiến. Ê, 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 cái gì vậy? Hết hồn á. Trời ơi, ông Ben ơi, ông đừng có bắn tôi ông Ben ơi. Khổ thân tôi quá ông Ben. Để mình xoay người lại cho mọi người xem ông Ben đang bắt mình nữa nha. Ý. Oh my god các bạn ơi, thì ông Ben vừa bắt mình mất tiêu rồi, mình chưa kịp trốn thoát khỏi nhà ông Ben nữa. Mình nghĩ bên phía bên này, à, mình thấy rồi, bên phía bên này có một cái công tắc. Hồi nãy thì mình chưa có tắt cái công tắc này nữa, mình không thể nào mà vượt qua được cái. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi, ok. Trời ơi, ông Ben vừa đi vừa xì hơi nữa cha. Cha nội ơi, thúi rình hết cái phòng này. Vừa ác vừa còn thả bom nữa chứ. Ý da, cái gì vậy trời? Cái gì trước mặt mình vậy? Hồi nãy là mình nhớ mình tiêu diệt ông Ben rồi mà, bây giờ có cái ông Ben đầu bự nữa. Sao mà nhiều ông Ben vậy nè? Ô mẹ có con tính là cái con đường mà thoát ra khỏi chỗ này còn xa xa ơi là xa xa đối với mình luôn á. Đó, trời nó liền. Thằng này nó vừa lùn vừa chân còn ngắn nữa chứ. Trời à. Thôi đừng có bắt em mà anh Ben. Ủa mà người tính đó là mình còn chưa làm gì đối với cái ông Ben này luôn á. Mình mới bắn được có 5 phát đạn mà ông Ben chết mất tiêu rồi. Hay là ông Ben sợ mình quá hay là ông chết mất tiêu. Và không biết là sau khi mà mình mở cánh cửa này ra thì có cái việc gì đang xuất hiện trước mặt mình nữa. Yeah mọi người ơi, và mình đã thoát ra được khỏi nhà ông Ben rồi nha mọi người. Mình đã tiêu diệt được ông Ben. Trời ơi, Mod Quantis
face slipper không thể tiếp tục thoát khỏi nó. Trời ơi, face slipper không thể tiếp tục thoát khỏi nó. À các bạn ơi, thì ông Ben này đã bị mình tiêu diệt nha mọi người. Ông Ben này không thể thoát được ra khỏi mình. Đây các bạn ơi, thì tất cả những nhân vật này á thì mình đã qua những tập khác nhau rồi. Đây là bà Betty Nursery, đây là ông Ben. Và cái thằng và hôm nay thì mình đã tiêu diệt được cái thằng người máy rồi và phát hiện được cái sự thật động trời về ông Ben. Ông Ben bị BD. Mình không biết là ông Ben này tạo ra cái thằng người máy này để làm gì nữa. Yếu siêu à. Mình nghĩ thôi, đến giờ mình phải đi về ăn cơm trưa rồi. Mình nghĩ là sau này là mình phải tham gia cái nhà thử thách nào khó hơn nữa, bởi vì ông Ben với bà Nesri yếu quá mọi người ơi. Và mọi người ơi, thì bây giờ mình cần phải đi về nhà để đi vệ sinh gấp, chứ nhà ông Ben làm gì có cái nhà vệ sinh cho mình đi đâu, chứ mình mắc quá. Và mọi người, thì mình cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay á, các bạn nhớ cho mình một like và một subscribe để ủng hộ cho cái Slipper mau đạt được 1k sub đầu tiên. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người có một ngày vui vẻ và tốt lành cho mọi người. Bye bye mọi người.